đẹp đấy. Cùi ngọt thật đấy. Ở đây có hai quả to luôn. Quả này chưa được. Đây là quả. Ở đây có mấy quả to luôn. Đây có hai quả luôn. Đây có mấy quả này. To đẹp quá. Đẹp quá. Bông phải bị cứng lắm. Thế ổi thấp lắm. Mà nhiều quả xong bắt đầu chống cái cành lên không mà gãy. Chấm tí. Bà sợ cay chấm đi à? Chấm tí là cay. Nó dày dày để cho nó lên. Bây giờ bông nguyên nó phá dày thường như thế nào? Dâu dày nữa. Thank you.
đủ đấy. Đây bỏ ai biết nhờ bỏ lắm có bỏ đây ở đây ở đây nó có mấy củ này có mấy củ kia để nhưng mà kia đâu mất thôi ra áo rồi nhà con ăn miếng này trên này chính là mất ăn nó nhất nhất hành như đây trên đất là hơi đúng vị. Hay không mà hai bao gạt ở đây thì đã cô. Kia. Thằng kia nghịch lại đổ kìa. Đấy chị đi vào đây một miếng. Đó kìa. Nào, cho Phúc miếng nào. Kẻ cho Phúc một miếng nào. Phúc ơi. Há mồm ăn miếng thịt. Đấy.
mua giúp em cái nào em thương thương mà cảm ơn rất nhiều. Thế này hả? Hai cân anh ạ. Hai chục. Thank you.
Xoài chín nhìn ngon thật đấy. Ừ.
mút được lại rồi. Ôi ôi, mình nhà được có gì á? Thịt gà. Bảo ghi chú á. Ghi ra. Năm nay không có quả nào. Năm nay không một quả nào, sang năm chắc lại nhiều.
Nhà Minh hôm nay không quả nhãn nào. Nó ngay đứt đầy được. Thank you.
cà chín rồi đấy. Nào, bóc bóc lên đi. Nào.
Quần này chưa được. Đi đường đấy.
Thank you.
Thank you.
gấp trứng cho Đức ăn nè, Đức ăn trứng. Đấy, Đức ăn thế trứng, ăn trứng nha, gấp trứng. Ăn trứng thông minh hơn. Ờ, đúng rồi, ăn trứng thông minh. Là ăn trứng ngon này, thông minh nhỉ. Thì trông rất là lâu rồi. Cảm ơn sổ ngon. Bây giờ là cứ phải tắm xong rồi ăn nên nó quay rồi. Tối nó mới đói. Đói hẳn. Xong, xong tắm xong. Xong rồi ăn. Xong rồi. Quên đi chân ngoài bà. Không. Đợi anh ra đi mà. Không. Mẹ được hết này. Lúc nay ăn đẹp. Quay đẹp rồi. Ăn ngon. Ăn ngon. Ăn 3 nữa. Trứng đây. Ngon quá. Ăn miếng nữa nhá. Đây. Này. Há mồm to à? Há mồm to. Ăn à. Ôi trời ơi, đây chị trời đấy. Đức ơi, chả đấy, mũi đốt chết con này. Đấy. Đấy. Ngồi đây, ngồi đấy. Đâu ngồi đấy, để cháu ngồi cháu ngã đấy. Ừ. Cháu. Đừng, đừng. Đấy đây. Miếng trứng nãy giờ chưa hết ạ. À? Vào đây vào lấy cho miếng này. À, cho Phúc cũng hốt nhá.